Ôi, chào buổi trưa ngày nhiêu ngày 29 tháng 3 2023 anh em cô chú ơi, mời anh em cô chú tiếp tục như mọi ngày cái mình vô ly tà móc câu cái mình đàm phán chiếc xe Superim 2003 nó còn dốt dốt anh em cô chú, đồ đó thấy nó cũng còn khá khá mướt mướt. Chúc anh em cô chú lúc nào cũng gặp nhiều thuận lợi, lúc nào cũng may mắn trong công việc hết anh em ơi, chỉ có may mắn chỉ có thuận lợi là mang tới phát tài. Phát tài thì mọi điều nó mọi mọi chuyện nó im xuôi tất cả hết trong cuộc sống này anh em cô chú. Superim hồ sơ cầm tay nè anh em cô chú. Xe của mình toàn bộ là xe có giấy, có hồ sơ hết, anh em cứ comment nói thừa không giấy hoài, anh em nào cứ thấy xe mà không giấy mà chiếc xe nào mà giống trong cái xe mình bị mất á, cầm giấy tờ tới đây nhận về. Trước khi nhận là mời anh em thưởng thức một bữa cơm gia đình, hải sản với sau đó dùng một cử coi như vài bình tà móc câu cái nữa cái nhận xe đem về làm của anh em. Cảm ơn anh em cô chú đã theo dõi, đã quan tâm, đã chia sẻ. Rồi. Giờ mình vô cái vấn đề chiếc xe này, trước hết mình quay cái bửng cái cho nó để xuống cho nó tống chỗ để rớt bể anh em cô chú. Cái bửng này cái phôi nó còn tuyệt vời anh em, chưa có phân hủy. Bốn lưỡng màu thì màu nó xuống vàng vàng ngà ngà. Đúng chất theo xe, chưa hàng chưa giá luôn em. Anh em nào có Superim nên mua cái bửng này để dành làm kỷ niệm làm của luôn em. Chưa có thấy dấu hiệu phân hủy gì hết. Bán cái bửng đời 2001 là em cô chú. Cái tên cái đát nó đây. Nhưng mà bán cái bửng này giá 1 triệu 500 ngàn là anh em. Đời 202 chứ, nó 202 có dấu chấm đó. 201, 202 này có chấm. Cũng ghi theo xe. Căng đét luôn em, bửng này. Yêu cả đừng có bát cà na dở anh em, bát cà na nó tắn để cho nó theo năm tháng nó vàng vàng ngà ngà vậy, đúng chất 20 năm như ta, 202 20 năm mà nó xuống theo năm tháng vậy là quá chuẩn anh em. 1,5 triệu anh em cô chú, nhưng mà tặng cái lưỡi tâu làm kỷ niệm chơi, tâu này đánh bát cái chữ CD này lên cái nó cũng tắn đẹp lắm, tâu rin. Rồi bỏ qua cái bẩn. Hoàn hảo anh em, ở đỉnh cao chứ không có cái vụ dốt dốt với ấy. Cái bửng này đỉnh cao, nó không có vụ nứt bể hàng giá gia cố gì hết. Cái đồng hồ này nó cần phải nói anh em, vô kim thái chính xác luôn em, kim nó lên đồng không có rung lắc gì hết. Bán cho anh em vô kim thái mặt số bài bán luôn em, đẹp căng luôn. Bán cho anh em cái đồng hồ này 800 anh em cô chú. Mở số lên cho anh em coi cái ổ khóa toàn này khó vô. Vô thử số 4 cái cho anh em coi nó không có phân hủy gì hết anh em cô chú. Cùm công tắc cũng ngon đó anh em, nhảy lắm. Pha code đầy đủ luôn anh em cô chú. Má anh em cái đồng hồ này 800. Cặp cùm tặng cái ống ga 700. Lý do cặp cùm này nó có sơn đen đây nè, có sơn. Bên đây thì ghi y như quy thái luôn, nó nhám. Màu đỏ chót luôn. Lúc kèn nhỏ. Má anh em 700 thôi. Cái ghi đông xe này 700 luôn em cô chú, ghi đông sọ khỉ luôn. Sọ khỉ vàng ôm luôn. Chưa có xịt dầu á, này xịt dầu lên cái nó nhìn nó long lanh đó anh em cô chú. Xe này đang quay ở cái tình trạng khô ráo. Cái nồi xe này khỏi phải bàn anh em, nồi xe này bao tất cho anh em luôn. Cái bố thắng để lâu không chạy nó khô nước, nó vô nước anh em, rửa nước vô chạy nóng lên hết à, để mình gà thắng cái hết bố liền. Anh em thấy cái nồi không, không gió tí nào luôn anh em. Nồi này cái độ hú nó ngang với cái nồi quay ớt 207 luôn anh em cô chú. Nó gió nhà máy rất là nhỏ, nhỏ hơn nhỏ quay A, quay A thì nghe gió lớn hơn thiệt. Bình xăng chuẩn anh em. Anh em thấy bình xăng chuẩn không? Quá nhuyễn anh em cô chú. Xăng này công nhận phải nói là nó im thiệt, chứ bình xăng thường cái xe mà nó xăng nó không ổn là đang chạy tốc độ cao thắng gấp chỗ đó nó tắt máy liền anh em cô chú.
Với cái nữa là sẵn test luôn cái củ đề với cái bô ha, là nội phần máy anh em cô chú. Củ đề. Củ đề anh em nghe kỹ. Này làm như có cái ông nào ông nghiên cứu hay chứ không, khoan cái lỗ nhỏ đây nè anh em, lâu lâu chích nhớt vô. Cho nên nó im. Tem của nó hết lần anh em cô chú, tem chưa rách luôn. Lâu lắm rồi mới nghe củ đề nó im vậy. Để sát cái điện thoại vô cho anh em nghe luôn. Nghe nổi không? Cái bô nè anh em cô chú, xong củ đề tới cái bô ăn. Củ đề này chắc mình bán có thể là bán có chạm của anh em thấy mò có nhám nhám, có vô mở rồi. Tính anh em củ này 500 thôi. Cái bô nè anh em cô chú. Bô có hàng cái đít nè. Nhưng mà bên ngoài nhìn rất là đẹp anh em, nhìn dễ thương lắm. Cái ở dưới thì anh em chịu khó xem, có hơi có hàng, có mổ, có móc, nhưng mà cái tiếng riêng còn chỉ có móc khối thôi. Mọp xuống không được anh em ơi, không cản cái bụng này chắc là quay về không biết anh em thấy đít không, ngày qua thì không thấy, bây gà tới gà lui coi. Không không nổi, không nặng cái đầu hơn cái đít. Rồi cái bô là 500 thôi anh em cô chú. Bô riêng theo xe nhưng mà nó 203 đít xéo. Có lỗi chút đỉnh nhưng mà nó đẹp. Nổ im ngon, bán 500 thôi. Rồi thành máy đã xong anh em, còn tiếp tới cái dàn áo. Dàn áo xe này bao anh em ghim theo xe không nứt bể, màu mực nghiêm chỉnh ngon lành hết, sáng trưng về luôn. Ôm cái cốp của nó ôm sát sao ngon lắm nè. Có dịp mình tháo ra cho anh em coi cái cốp mà không có dít đây tức quá. Trời ơi tháo này chắc nó. Ui da nó hư cái con ốc ủng rồi. Cái kìm này chắc cắn không chặt đồ hư anh em ơi. Kìm, trời ơi cái đồ nghề này mấy chục năm nó theo mình anh em, để dành kỷ niệm chơi. Coi như không có ai bấm được nó tợt. Năm 91 tới giờ để dành làm kỷ niệm á. Không có bỏ chứ không có xài được. Kìm kìm tổ á. Đát áo nè anh em. Y về hết cái đát 2002 nè anh em cô chú. Em thấy cái phôi của cái dàn áo này nó chắc chất lắm anh em, không có tí nào là nứt bể phân quỷ hết, màu mũ đẹp lắm. Rồi sẵn đó quay cái sườn anh em thấy hết biết cái sườn nó đẹp không, tới chân luôn. Quá đã, dấu bấm điện nè anh em cô chú. Sườn này chưa bát ra, đánh bát rửa lên cái đã đời ông địa luôn. Bộ ba nắp này bán rồi anh em, ba nắp hết biết. Cái phôi nó chất lừ, nhìn nó dốt dốt dốt, nó dễ thương theo cái năm 20 năm hả anh em. Chứ không có bì như quay A mà tắng phiếu như Ngọc Tinh được. Bộ áo này tặng cho anh em nè. Đèn trước đèn sau cặp xi nhan luôn. Theo đúng là không có xi nhan miễn nhiều ăn mà thôi, tặng cái làm kỷ niệm giá 2.500.000. Cặp hụt trước này. Áo này sát sao ngon lành, bao anh em tùng đá đúng đá hết. Có cái heo 5 tháng cái dây nó hơi giật giật vô đây chút. Nhưng mà không có dám tuốt, tuốt thì dễ mà không dám tuốt. Tuốt sợ nó mất gin. Phuộc thì để lâu, xe này cầm lâu hay gì có thể là sợ anh em về chạy có xì nhớt thì anh em thay post ha. Ở đây thì không xì, nhưng mà không bảo đảm điều đó, chạy có thể 1 tháng nó ưa xì đó, nghe số anh em họ nói vậy. KEV nè anh em. Phuộc này theo chuyên gia MAB. Theo chuyên gia họ đó thì phuộc gin của Super Game đời này anh em, chứ không phải hàng Wanpa vô. Ngày hôm qua mình nói phuộc này có thể Wanpa vô, họ nói cái đời này sơn nhám hai gân. Cái cự bị ngang của này nó vừa với cốt. Nếu mà hàng của Wanpa vô nó sẽ khác. Đúng của nó anh em một chút. Nhúng khỏi chê luôn anh em, nhưng mà về lỡ có xì anh em thay post hàng bán giá cho anh em giá rẻ hơn Dung Thái. Bữa đó bán cho anh em 800 mà bán anh em 700 bớt 100.000 ngừa lại có xì phốt thay. Thay phốt mấy chục anh em ơi. Hay là anh em muốn chắc ăn thì để đây mình thay sẵn luôn, bán cho anh em 800. Rồi qua luôn cái trắng ba. Trắng ba này 600 anh em cô chú. Ba chất lừ luôn à. Râu giữ dây thắng còn luôn. Sơn đẹp. Tán ốc còn khá. Tiếp theo cặp bánh này bán cho anh em 1.3 triệu. Nước sơn riêng đẹp căng luôn. Cặp đùm đẹp. Bánh sau niền lỗi anh em về mua niền goxi vô, niền trước thì
vô địch. Cầm còn màu luôn anh em cô chú. Này xịt dầu hôi lên cái anh em nhìn đã lắm. Tại mình để khô quay cho anh em về, anh em mua về ưng liền khỏi dở mộng. Xịt vô nó đẹp quá, về sợ không đẹp ngay. Đâm ra thất vọng. Phục vụ anh em cô chú tới mức độ hết mức có thể. Anh em phải mua đồ, phải ưng, phải mua nữa mới được. Rồi. Thập niên trước thì không lỗi lầm gì hết anh em cô chú. Triệu ba anh em cô chú, niên trước niên sau bị lỗi niên sau về xài đỡ thời gian thay. Niên trước không một lũng. Cặp bánh triệu ba là gồm gì? Gồm luôn má trước má sau. Hai cục canh với cái cùi dĩa, tặng anh em cái cùi dĩa làm kỷ niệm luôn. Cái nào cũng có tặng theo món món. Cốt thì không có ha, cốt bán theo bộ ốc. Còn anh em nào muốn mua cốt thì thêm cho mình 100.000 nữa. Bình xăng con này có khả năng là anh em coi dùm mã số. Chuyên gia anh em nghiên cứu thì nói là ghiên theo xe super. Mà qua có cái anh kia comment cái mã số hay quá mà qua này không thấy ảnh. Còn theo mình thì mình nói phôi này Trung Quốc. Nhưng mà nhìn cái mã số 89 anh em. Chiếc rim Thái ngoài kia thì 88. Ôi da giận không ra tới. Tức quá phải giận ra cho anh em coi thử cái bích tông ra cái. Giận không ra có cái kìm tổ này nó ra liền anh em ơi. Thấy không? Kìm này lợi hại lắm. Coi nó quạt quạt vậy á. Cái kìm đó với cái kìm phe. Cái kìm phe mà anh em thợ nào tới bấm lấy cái phe ra được tôi tặng cái máy liền. Đừng có dùng vít khửi nha. Quen với mình mấy chục năm mình mới. Ôi, bê tông này có thể bê tông này vậy là cái thằng hồi xưa ông thợ ông gấp lộn cái đồ Trung Quốc anh em ơi. Tông này không ghim đâu, màu này. Rồi, bình xăng con này mình bán mù cho anh em cái 3 xị, để xài quá chuẩn anh em. Co bao tử này 300 nữa là 600. Anh em nào không lấy co lấy bình xăng 300. Bán giá đồ Trung Quốc mà Trung Quốc hồi xưa anh em, nó ngon chứ Trung Quốc giờ 100.000 cái à, nếu cũ. Mà làm theo cảm tính của mình đi. Anh em 10 người họ nói bình xăng này ghim theo xe super thời đó đủ 10 á. Thấy không? Không nhiễm không? Chỉnh nhỏ nữa nè anh em. Anh em coi kỹ là Kahinte nè. Kahinte. Mã số là 989 K gì đây. LB gì đó, anh em ơi nhìn không thấy đường nổi. À, có chữ bên đây là mua rồi bye bye luôn. Bye bye. Hay là bệnh phổi gì đó không biết. BB là giống như ký hiệu của mấy cái cây xăng đó anh em. Cái gì liên quan tới xăng nó ư có chữ BB quá. Máy này thì để tính sao anh em cô chú. Cụ đề bán nãy nói giá nhiều quên rồi. 500. Đường dây bán rồi anh em, đường dây này khi có trái nổ thì anh em lấy đường dây 5 xỉ. Dây đẹp không mẻ chui nào hết. Cò chì còn y luôn, không đứt luôn. Lần xuống cặp phuộc 700.000 anh em, cặp phuộc này nhúng cực kỳ luôn mà không có dấu xì nhưng mà nó có bong bong theo năm tháng này anh em về chùi rửa lại, đánh lại. Ở đây mình chưa có đánh bóng. Hồi xe nè, xe mọc đó anh em. Cặp ốp nhôm này bán cho anh em 4. Cái cặp này làm như lai hả ta? Đời đó đâu có xéo vậy. Rồi bán anh em 350 anh em, 400 mà sợ nó lai này bán 350 cái gác này hai xéo rồi nè. Thời đó mình nhớ cái này nó tròn bằng. Ta chơi xấu, ta chơi lại cái này. Giò đạp cần thắng cần số đã bán anh em, gác chân máy 200. Máy phôi đẹp nè. Cũng thiệt thòi lắm, cây gác chân xe rim cả triệu ngoài mà cái cây này giá tiền nó cũng hơn phân nửa chiếc xe rim này mà bán có 200.000. Cũng thiệt thòi, bộ giấy sườn lóc giấy hồ sơ. Bán cho anh em bộ này 10 triệu hết anh em cô chú. Ký nối qua tên liền cho anh em tốc hành luôn, hồ sơ đang cầm tay. Số sườn gõ băng luôn anh em cô chú. 079196. Tiếp theo nữa là một cái bánh sao đi. Bánh sao xong rồi quay tới cái cảng này cho anh em coi tên.
Bánh sau nó có bị lỗi đâu rồi. Đây. Lỗi chỗ này miếng chứ bên đây nói chung cái niềng sau này bỏ đi anh em. Tính anh em tiểu ba, tính bánh tước với cặp đùm, với vỏ ruột, với má, với cùi thôi. Cầm thì đẹp, vip luôn. Về anh em xả cầm ra rút cái niềng sida vô rồi xong. Thành cặp bánh hoàn hảo luôn. Tính ở không lấy cái niềng kim thái này nè anh em. Niềng kim thái này đem qua xe niềng này mua cái niềng siam goshi đưa vô cái niềng khái lại. Thôi để cho anh em làm này. Anh em phụ với mình tay chân cho vui, chơi gì đam mê mà. Cặp bánh, cặp bộ gấp với bọc sơn này bán cho anh em cô chú cái giá đâu rồi. Quay thế. Đây, 1.200.000 anh em cô chú. Tông dắt luôn anh em ơi. Không mớp, không trầy xước gì hết. Dấu bấm điện của hàng theo xe nó rõ. Tông dắt luôn ha. Bên kia bên đây gì đều nõ nà hết. Mình coi mấy phía bị tái nè. Anh em thấy dấu bấm điện không? Nó nè, gấp nè. Tặng luôn cái bát này, không có gỡ ra nha. Cho luôn cái bát đó, anh em chấm tí sơn bạc ngay gấp nó. Tem nè, tem 203 nè cô chú. Đó. Rồi. Rồi, ok, cặp gấp bọc sơn, tặng theo cái bát. Giá 1.200.000. Ghi sẵn đây hết cái miếng giấy dán, anh em thông cảm về lấy miếng dầu chùi ra. Không ghi thì không nhớ anh em, mà ghi hết giấy à. Ghi đỡ cái cản này 400 anh em. Cản này vô kim thái được luôn ha. Sắp mở không lên. Cản vô kim thái được luôn. Mấy cái gốc này nó theo năm tháng nó có nám nám nhưng mà nó riêng chất. Chất lừ không có mục anh em. Bóng lưỡng không trầy xước. Mua về để vô kim thái xứng đáng đồng tiền. Nó, cái nước xi của ngày xưa nó đẹp giống kim thái anh em cô chú. Giờ cái cây này nó mần khét. 400. Rồi anh em lấy cái bộ 5 món nè. Cái lưỡi tâu đồ nghề là 1, con cốc là 2. Hai con lươn nẹp thùng xăng là 3, cái học bình là 4. Với một cái cặp mắt mèo thước là 5 món. 5 món ăn, mắt mèo là 1 ăn, lươn sườn là 2. Lưỡi tâu là 3, con cốc là 4, học bình là 5. 5 món bán anh em 400. Đẹp căng luôn, không có lỗi lầm, không có nứt, nứt cái tài tiền liền. Tiếp theo cái thùng xăng này 600 anh em cô chú. Hết biết luôn, thùng xăng cái phôi nó đẹp anh em. Thùng xăng tặng cái nắp, nắp đẹp, tặng cái báo, tặng ống xăng, dính theo hết nguyên nghề vậy đó, 600. Cái yên này 500 anh em, cái yên Dash 201, cái mod green, đế green. Anh em bỏ ra 500 ngàn, anh em sở hữu cái yên này, biết chừng nào hư anh em ơi, ngồi cho nó phê cái mông luôn. Nhất là mấy cái chị mà lớn lớn tuổi mà cái mông to to ha. Trời ơi, ngồi cái yên này rồi, càng ngày nó càng nở to là nữa chị. Rồi mấy cái yên cứng ngày nó teo lại. Yên bự này nó bè ra, nó nhúng nhúng, nó giống như massage mông á. Yên tàn canh gió lạnh luôn, ngồi không muốn xuống tới nhà, không muốn xuống luôn. Này mà mông bự cỡ nào để lên đây cái tao nói cũng vừa hết. Rồi 500 ngàn. Cái bát này 200 nè anh em cô chú. Xịt dầu lên cái là đã luôn á, tay không xịt á. Hết dầu tức quá. Còn dầu nó vô dầu cái anh em thấy nó khác không? Bởi đâu dám xịt. Rồi cái bát 200, con cu với cái con bướm. Cu bướm 200 nữa anh em, lấy một cặp nó cho nó đã anh em. Cu này với con bướm dưới 200. Rồi đi vòng qua nữa coi cái bên đây. Hết rồi anh em cô chú ơi. Cái bộ ba nắp quay lướt lại cái cho ông anh coi bộ ba nắp đã bán. Dấu chưa có dấu luôn, đã lắm. Hồi chất lừ. Cái đầu máy, anh em nào mua đón mua trên đầu lòng này mình bán ớt tăng đa đẹp nè anh em. Gon riết nè. Màu đẹp nè. Xe này chỉ có nó ráp lộn bình xăng thôi chứ làm sao lai ta. Mới căng kiểu về có chạy nhiều đâu. Rồi thấy cái màu máy anh em ơi. Nó khô khan, nó không có một dấu dầu nào tôm đó. Xe này nó chạy một cái nó cái nồi với cái máy cái dàn phụ của nó anh em thấy nó im. Chạy rồi mới thấy tê tái, mới thấy super rim đời xưa nó quý, nó hay, nó đẹp, nó im như thế nào anh em cô chú. Có số thì họ chạy họ chán nó rồi, có số anh em họ chưa có trải nghiệm.
chia sẻ với anh em luôn. Có nhiều cái nó đơn giản lắm, anh em thấy nó thô sơ lắm nhưng mà chưa có nghiên cứu tới, chưa trải nghiệm tới, thấy chưa thấy nó hiệu quả, nó lợi hại như thế nào. Giống như đại loại như là cái kèn gắn về là sai nè anh em. Thấy không? Nói một món là cái kèn anh em muốn gắn á, cái mà chỗ hai cái lỗ này anh em quay xuống dưới một cái, trước khi biết chi không? Rửa nước vô nó lòn ra. Còn anh em gắn về nước nó ứ đề màu hư mặt dít. Đọt ngâm lâu ngày vài tháng nó sẽ nó kêu không tốt. Nó đơn giản đại loại vậy thôi, nhưng mà nhiều khi có số anh em sơ ý, không có thấy nhà máy họ làm cái lỗ đó tưởng đâu là để cho nó bớt trọng lượng, để cho nó kêu tốt chứ không phải. Nào cũng có cái mưu mẹo của nó hết anh em cô chú. Rồi cảm ơn anh em cô chú đã xem tin, cảm ơn anh em cô chú đã giúp đỡ ủng hộ. Rồi, chúc anh em cô chú luôn luôn khỏe mạnh. Cảm ơn anh em cô chú đã like cho mình. Chào anh em, chào cô chú.